운전자 대상 강도 지탈이었자고 들이받던 일당이 오랜 잠복 수사 끝에 1월 7일 하노이 공안에 붙잡혔습니다. 2019년부터 활동한 이들 일당엔 재범으로 출소한 이도 있습니다. 이들 일당은 저항하는 사람이 있을 때 호신용으로 항상 고개 써는 칼을 지녔습니다. Vào người cô một cái xe đỏ đấy thì là nó mới nhấc cái túi của cô. Lúc bây giờ thì cô cũng đang hoảng thì thấy mọi người kêu cướp cướp, mọi người cướp cái gì, thì khi cô quay ra thì cô thấy là cái túi của cô bị một người lấy. Chủ yếu là phụ nữ đi xe ga có để ở giữa xe, sau đó các đối tượng sẽ bám sát theo dõi và khi đến những cái điểm dừng đèn tín hiệu giao thông thì sẽ thực hiện cái hành vi của chúng.사건은 확대되어 관련자들 수사 중입니다.